Tham gia ngày hội có 15 đội thi của các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Châu, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, hái xoài. Đặc sắc nhất là phần thi hái xoài tại xã Sập Vặt với 6 đội tham gia. Ngoài ra còn có những gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản như các sản phẩm từ chuối hột, xoài, các trang phục và ẩm thực dân tộc. Hôm nay lần đầu tiên là tôi được đến lễ hội hái xoài ở Yên Châu. Tôi cảm thấy là rất là vui và tự hào về cái vùng đất Yên Châu có một cái vườn xoài đẹp như thế. Tôi mong rằng là cái lễ hội này sẽ tổ chức nhiều năm tiếp theo và năm nào cũng tổ chức như này để chúng tôi có cơ hội đến để trải nghiệm. Xoài là một trong những cây trồng kinh tế chủ lực của người nông dân Yên Châu. Hiện toàn huyện có trên 700 hecta trồng xoài, trong đó 200 hecta là giống xoài tròn địa phương. Tổng sản lượng hàng năm đạt 2.000 tấn quả. Yên Châu có 3 xã trồng xoài tròn là Sập Vặt, Chiêng Pằn và Viêng Lán đã được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý năm 2012 và có giống xoài Đài Loan đã được xuất khẩu sang Australia. Sẽ rà soát các diện tích cây trồng đã già cỗi để cải tạo. Thứ hai là áp dụng khoa học kỹ thuật là ghép cải tạo. Thứ ba là đầu tư để trồng những cái diện tích để chăm sóc theo cái áp dụng công nghệ cao. Đồng thời với đó thì gắn kết cái việc giữa các doanh nghiệp rồi thành lập các hợp tác xã để thành cái chuỗi từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ để làm sao đảm bảo về cái tiêu thụ cho bà con nhân dân và nâng cao cái mức sống thu nhập cho bà con nhân dân. Ngày hội xoài Yên Châu được tổ chức lần đầu tiên đã tạo ra sân chơi lành mạnh để những người trồng xoài được giao lưu, nâng cao kiến thức trồng, chăm sóc, tạo ra sản phẩm có giá trị từ cây xoài, cũng như thu hút đông đảo khách du lịch và nhân dân các dân tộc huyện tham gia.